Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn một thức uống giải khát có tên gọi đó là chanh dây mật ong. Và để thực hiện cái món thức uống này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm ở đây là hai quả chanh dây. Các bạn nên ưu tiên là lựa những cái quả chanh dây mà nó chín á, nó đỏ như thế này nè. Để thì hạt của nó sẽ vàng ha. Còn mình nếu các bạn lựa mấy quả xanh đó, thì nó sẽ trắng hơn, cái ruột nó sẽ trắng, nó không có được vàng ha. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một quả chanh tươi nhỏ như thế này. Một chút nữa mình chỉ lấy khoảng chừng 2-3 lát thôi à, chứ mình không có lấy hết ha. Rồi đây là mật ong, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là một muỗng canh mật ong, mật ong rừng đó các bạn, mật ong nguyên chất 100% ha. Rồi đây là hai muỗng cà phê đường. Tùy theo sở thích của các bạn mà các bạn có thể tăng hoặc là giảm cái liều lượng đường nếu như các bạn thích uống ngọt á. Rồi tiếp theo nữa đó là 200ml nước ấm. Các bạn chuẩn bị cho mình là 200ml nước ấm ha. Chúng ta sẽ đi cắt cái phần chanh dây. Này các bạn thấy không? Khi mà các bạn lựa cái quả mà cái vỏ của nó đỏ thì bên trong nó sẽ vàng như vậy nè. Cái ruột nó sẽ vàng như vậy thì nó sẽ uống ngon hơn. Mình cắt hết hai quả luôn ha. Rồi đây là 200ml nước ấm. Bây giờ các bạn sẽ cho cái phần chanh dây vào. Mình nạo cái phần ruột vào ha. Vậy cái phần nước uống này thì mình sẽ lấy luôn hạt ha các bạn. Món nước uống này á, vừa giải khát này, vừa thanh mát cơ thể, cũng rất là tốt cho sức khỏe luôn á. Tại vì nó có mật ong rừng á. Rồi tiếp theo các bạn sẽ cắt một vài lát chanh các bạn cho vào luôn. Thì mình sẽ cho vào tô chanh dây lúc nãy của mình là 3 lát chanh mỏng ha. Giờ mình sẽ cho 3 lát chanh vào. Sau đó các bạn sẽ cho đường vào luôn. Cho mật ong vào luôn. Và bây giờ các bạn sẽ khuấy lên cho nó tan đường. Rồi ha, khi nào mình uống thì các bạn sẽ cho vào ly. Các bạn sẽ cho cái phần nước đá vào. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món thức uống chanh dây mật ong rồi các bạn ơi, rất là đơn giản à. Và mình nghĩ là cái nguyên liệu như là chanh dây này thì các bạn có thể tìm mua ở bất cứ các chợ như là siêu thị nào. Đây không chỉ là một cái món thức uống giải khát thanh mát cơ thể mà còn rất là tốt cho sức khỏe nữa, tăng sức đề kháng cũng như là giúp các bạn đẹp da. Và những bạn nào mà thích giảm cân á, thì các bạn có thể sử dụng cái nước uống này luôn. Rồi mình chúc cho các bạn sẽ thành công. Và nếu như các bạn thực sự yêu thích cái món thức uống này của mình thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như chia sẻ cho bạn bè của mình để cùng thực hiện nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều clip mới nhất của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye.